hello xin chào tất cả các bạn hôm nay minh bằng xin trở lại với các bạn để chia sẻ các bạn một cái chủ đề thì thực tế hai ba tuần này mình chưa up lên thì rất bận biểu ha thì trong các cái chủ đề các cái kế hoạch từng bước từng bước lên thì gần đây thì bằng nhận được một số câu hỏi về chỉ may của các bạn đồng nghiệp cũng như là mấy bậc đàn em mà khi bước vào nghề thì hôm nay mình chia sẻ các bạn hiểu rõ về cái cấu tạo của công dụng của chị may mong để chia sẻ các bạn đã và đang vào nghề các bạn phải hiểu rõ được cái cấu trúc của chị may thực tế có nhiều bạn uh, trong khi làm việc á, thì chỉ biết rằng à, nói rằng chỉ 40 trên 2 là 20 trên 2 hay là 60 trên 2 hoặc là test 24 thì các bạn chưa hiểu rõ được uh, đầy đủ thì hôm nay tôi nhân dịp có ngày hôm qua có một bạn hỏi và tôi muốn ra cái video này để nhằm giúp các bạn hiểu rõ cấu trúc và cách nhận dạng của các loại chỉ may trong công nghiệp ha thì đứng ở một mức độ hiểu biết về trong nghề thì tôi chỉ chia sẻ thì mong các bạn chuyên uh, um, nghiệp về chỉ uh, nếu uh, trong cái video này tôi nói có gì chưa đúng thì các bạn cứ góp ý và để cho tôi hoàn thiện và cũng như giúp đỡ các bạn trong ngành này được uh, tốt hơn ha <laughs> nói về chỉ ảnh hưởng gì ở trên sản phẩm may thì các bạn cũng biết khi để may một sản phẩm á, thì chúng ta phải có trước tiên là phải có chỉ may ha chỉ may thì việc chỉ may nó có ảnh hưởng gì trên cái sản phẩm chỉ may rất quan trọng ha nếu các bạn không à, 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 phối và đi chung với à, 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 vải á, thì nó sẽ gây ra những cái gọi là xấu đường may nhăn đường may à, nhìn đường may không bước ha ví dụ như à, à, vải mỏng thì chúng ta sử dụng loại chỉ gì vậy vậy chúng ta sử dụng chỉ gì à, rồi hàng ép sim ta dùng chỉ gì à, rồi hàng à, à, sim à, sim siêu hoặc là hàng dao hàng nông vụ chúng ta làm chỉ gì đều à, chúng ta khi mà thiết kế hoặc chúng ta khi may chỉ ảnh hưởng rất nhiều ha khi nói về chỉ thì nó sẽ đi đôi với kim à, thì ở đây à, 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 tôi sẽ gói gọn về chỉ thôi Kim thì các bạn nhìn trong cái file của tôi, các bạn cũng có thấy kim kim nó có có nhiều loại kim ha. À, trong ngành may chúng ta thường thường nói rằng là kim chỉ mà, thì hai đó thường thường đi đôi với nhau. Thì à, hôm nay tôi chỉ chia về chỉ, <laughs> thì các bạn nhìn trên cái bảng tôi thì các bạn sẽ thấy uh, có nhiều loại chỉ và đặc biệt trong chương trình này thì tôi chỉ nói đến chỉ đặc biệt là của cốt thôi. Ha thì thực sự rằng là tôi làm việc viết code rất nhiều và tôi chỉ nói trên code nhưng thực tế trong các cái uh, uh, cái nhãn hiệu khác thì nó cũng tương tự thôi cấu trúc tương tự thì trên màn hình bạn thấy có hai loại cơ bản đó là loại extra và loại code dưới màn hình các bạn có nhìn thấy các chỉ số ví dụ như các chỉ số test ticket hoặc là chỉ số có hai chỉ số 60 trên 2, 80 trên 3, 50 trên 2 thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ các bạn tên gọi của nó và cấu trúc như thế nào để các bạn nhận dạng và các bạn dễ trong quá trình các bạn làm để các bạn dễ nhận dạng đâu là chỉ lớn đâu là chỉ nhỏ tại sao phải có hai sợi 50 trên 2, 40, 60 trên 3 là gì <laughs> trước tiên các bạn phải đi vô về phần cấu trúc của chỉ trước chỉ người ta làm làm như thế nào Thì à, đối với chỉ nó có hai loại Loại extra và loại extra uh, uh, Trước tiên mình nói về extra Thực tế extra là gì? Extra là gì? Chẳng qua đó là người ta chia ra nhiều cái hiệu với nhau Và thậm chí các bạn uh, mua ngoài chợ Nó cũng có loại những ống chỉ nhỏ nhỏ, nhỏ luôn Thực tế về thương mại uh, nó khác Về công nghiệp nó khác Thương mại bán ngoài chợ nó khác thì ở đây nó có nhiều thấy vậy chứ nó có nhiều loại chỉ rồi nhiều giá khác nhau ha nhiều chất lượng khác nhau thì trong bài ngắn ngủi về 15-20 phút này thì tôi chia sẻ nhanh về các bạn về các cái chỉ may trong công nghiệp <laughs> trước tiên chúng ta phải hiểu biết được về cấu trúc cái chỉ nó như thế nào thực tế chỉ extra là người ta dùng chỉ may sơ ngắn là cái chất liệu nó là 100% polyester sơn ngắn là gì các bạn nhìn hình ở dưới thì uh, sơn ngắn uh, nếu mà các bạn nào mà uh, hiểu biết về uh, người ta làm về sợi uh, 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 dây mà dây thần uh, dây thần bằng bằng uh, bằng uh, bằng dừa đó dừa đó, mình hình dung vậy đi cái dây mà ở dưới quê nó kéo hay hay sắp nước hoặc là người ta cột những dây thần dài hoặc là những dây thần mà um, kéo tàu rồi đó thì những dây sơ ngắn những sợi cọng sơ ngắn người ta bệnh với nhau cho các bạn dùng nhìn ở dưới đây ha người ta bệnh 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 với nhau giống như mình thắt con rít ra, tóc vậy đó à, nhưng mà đều nó kéo ra thành dài thì nó gọi là sơ ngắn sơ ngắn và thành phần cái này nó là poly sơ ngắn poly người ta bệnh với nhau <laughs> sơ ngắn nó có chiều dài ổn định từ 38 đến 42 mươi mm. à, thì đây là những cái bài của của bên coach họ hướng dẫn cho tôi và giờ tôi lấy lại tôi chia sẻ cho các bạn à, và khả năng may tốt nó thì nó thích hợp mà hầu hết các loại sản phẩm may ha xong mâm chỉ có một số sản phẩm may loại trừ ở chút xíu nữa ở slide sau khi chỉ Ebis mình sẽ nói qua thì à, ở đây nó có ghi chú rằng là không nên sử dụng sản phẩm này trong các điều kiện may khắc nghiệt ví dụ như là hàng quá đi hàng denim á rồi những cái bảo hộ lao động mà có tính tính chất chắc á, tại vì à, à, loại chỉ này á là nãy ở trên mình nói là nó sơn ngắn, nó sơn ngắn khi tác động mạnh á hoặc là hàng ép sim, ha, hàng ép sim, hàng ép sim hoặc ép nóng đó mình nói hệ ép nóng, ha, ép sim thì 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 không nên sử dụng loại chỉ này. cái thứ hai á là loại chỉ Ebit, Ebit thì người người ta đặt cho chữ Ebit thì uh, cấu trúc của cái em này á là uh, cấu trúc bên ngoài thì nó uh, y chang như bên kia nhưng thành phần của nó là nó kết hợp giữa của chỉ sơn ngắn polyester và cô tông thì trong này nó có cô tông trong này nữa ha uh, cô tông thì uh, và polyester nó kết hợp với nhau để nó, nó tăng cái cái độ bền và cái độ uh, dẻo ha polyester thì nó có độ bóng còn à, cô tông thì nó có độ mịn, nó có độ mịn thì hai cái này nó kết hợp với nhau đồng thời á, bên trong của nó các bạn hãy nhìn thấy bên trong nó có những cái cây giống như cây đũa ha thì bên trong nó có một cái lõi ha lõi nhằm để à, à, giống như các anh 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 chị cứ hình dung đi lõi nó là một cái sợi dây dai xuyên suốt luôn ha đây là loại sơ dài ha, đây là loại uh, trong cái lõi của nó là cái 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 dây dài, dài xong rồi nó mới mới quấn cái sợi ngắn ở bên ngoài ha sơn ngắn polyester của tông nó quấn quấn ngoài thì cái này á uh, nó tạo ra cho cái cái sự chắc chắn và nó dùng cho những cái uh, uh, đặc biệt có những đơn hàng thường người ta vẫn vẫn dùng cái loại chỉ ebit này thì do cái độ đồng đều của sợi nó cao và nó ít bị lỗi nó rất là chắc nó ít kỳ đứt và nó độ chắc nó cao hơn chỉ may sơn ngắn 30 đến 50 phần trăm luôn cùng một kích cỡ luôn à, các nhìn thấy ha ở đây là cấu trúc ha một là nó là cái kết hợp giữa cái chỉ sơn ngắn poly và cotton rồi nó kết hợp bên lõi cái loại của boli uh, uh, bên trong ha sợi poly này nó dài và nó nó cái độ độ, độ mà 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 đàn hồi của nó cao rồi hồi nó cao nó cao và nó rất là chắc và nó có thể dùng trong những cái hàng ép sim hàng lao động ha và hàng quát luôn và cái màu của nó cũng rất là cao nó giữ độ màu rất cao chính mà cái chỉ này thì nó hơi đắt tiền chút xíu ha những hàng cao cấp người ta cũng hay thường dùng cái này mặc dù nó không phải là hàng quát nó không phải là hàng ép sim nhưng À, người ta vẫn dùng vậy vì tính năng của nó các bạn biết rồi độ chắc nó rất là cao à. và khi mình sử dụng cái này á thì à, à, cái à, cái độ chắc mà trong quá trình may nước chỉ á, nó cũng ít nó giảm bớt thì đó mình đi qua hai cơ bản là chỉ cấu trúc của chị có extra và cái code ebit hai cái công dụng như thế nào thông thường các bạn với tổ trưởng hoặc là công nhân may đôi lúc người ta không nhận dạng người ta cứ tưởng rằng là chỉ nào cũng vậy nhiều lúc trong một cái hàng nào hàng hóa nào đó người ta dùng chỉ code extra cho vắt sổ bên dưới Nó cùng màu thế là các anh chị tổ trưởng kỹ thuật không hiểu rõ cái này Các anh chị áp dụng vô thì có thể đối với một số sản phẩm người ta không chấp nhận Ví dụ như hàng Watt hay hàng fc hàng Long Vũ chẳng hạn à, Thì à, tôi cũng có câu hỏi rằng là tại sao code EBIT đó? Nó lại có cái các bạn nhìn ha EBIT EBIT thường là nó không nè các bác nhìn trên màn hình nó không có chữ AS và loại có AS nó khác nhau cái gì ở EBIT loại AS và loại không AS thực tế loại AS này á, thì là một loại chỉ đặc biệt chỉ đặc biệt nó dùng mà để trong cái hàng long vịt á, trong cái hàng long vịt ha các bạn nào có hàng long vịt thì biết thì À, cái cấu tạo cấu trúc đặc biệt của chỉ ES đó theo các bạn cốt họ họ hướng dẫn thì nó sẽ có uh, nó 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 làm giảm thiểu đi cái độ xì lông và nó có cái um, một cái chất hóa chất gì đó uh, để làm cho uh, uh, tạo bít cái 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 cái, cái, cái lỗ vải tốt hơn ha, và ít khi bị uh, kéo cái uh, lông ra ngoài thành thử ra uh, chỉ ES này thì uh, EF này thì các bạn biết rằng nó sẽ dùng khi có cái đó thì các bạn phải chú ý xin lỗi ha, các bạn nhìn ha nó chữ EF rồi bây giờ mình đi vào cái nhận dạng cái chỉ nó như thế nào <laughs> chi siêu test là gì thì các bạn cũng biết rằng mình có hai cái chi số một là test và hai là thường thường mình gọi là 60 trên hai bốn mươi trên ba gì đó ha thì ở đây cũng chia sẻ các bạn sơ lại gì các bạn nhìn thấy nó có hai cùng chỉ hai bên này định nghĩa test là trọng lượng tính bằng ram của một ngàn mét chỉ ha ví dụ ở đây các bạn nhìn thấy test 40 và test 24 mươi thì test là trọng lượng tính bằng ram trên 1.000m chỉ ha ví dụ như uh, 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 loại test 40 đi thì nó là 40g loại 1.000m uh, trên 1.000m của loại test 24 nó là 24g các bạn cứ biết vậy đi ha, chút xíu nữa xuống xuống dưới kia mình sẽ, sẽ, sẽ giải thích uh, rõ hơn cho cho các bạn thì đại khái test là trọng lượng tính bằng ram trên 1.000m Ha. ví dụ như nói test 24 à biết là thằng này là 24 mươi gram trên một ngàn mét và người ta lấy chi số đó người ta làm test rồi cái cỡ nó nhận dạng làm sao chút xíu nó mình xuống rồi một cái chi số nữa người ta gọi là deni deni thì là trọng lượng tính bằng gram của 9.000 mét chỉ số nó càng lớn thì chỉ nó càng thô ha chỉ số nó càng lớn thì chỉ càng thô thì chút xíu nữa mình xuống mình mình, mình sẽ, sẽ sẽ đi uh, thêm cái phần kia rồi uh, một cái nữa là cái bảng ở dưới các bạn nhìn là các bạn uh, người ta nhìn để người ta hướng dẫn các bạn là nhận dạng các cái chi số ở đó ở đâu ví dụ như chỉ ebit chỉ ebit á thì tại vì á uh, người ta không ghi cho cho các bạn là 40 trên hai họ chỉ ghi chỉ số test thôi thì các bạn biết cũng biết rằng trong chỉ ebit đó, nó cấu tạo đặc biệt có sợi rồi có bọc sơ ở ngoài thử ra người ta không muốn để mình nhầm lẫn thành thần người ta không có muốn ghi cái chỉ số của của cái ni này cho các bạn ha là chỉ số đơn thì ở đây bên này bên ebit bao giờ ha cũng dùng là test hết ha còn bên code extra thì khác bên code extra nó có hai chỉ số nó ghi test và chỉ số 40 mươi trên hai thì chút xíu nữa mình xuống mình 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 đi sâu hơn 40 trên 2 là gì 40 trên 3 là gì test là gì ha thì hồi nãy ở trên nói là test là là bằng ram của 1.000 máy chỉ rồi ha rồi thì à, các bạn nhìn trên này để các bạn biết rằng trên này các nhìn thấy không ở đề cốt ai biết nó chia ra màu xanh màu đỏ để mình dễ nhận dạng và không bị lẫn lộn chính vậy các anh chị tổ trưởng hoặc các anh chị kỹ thuật phải hướng dẫn công nhân mình ở dưới nhận dạng hai cái này nhớ các bạn đánh suốt ra phải làm là phải làm rõ ràng chứ không thô lộn nhìn mắt thường sẽ không thấy được đâu ha rồi mình sẽ đi qua về <laughs> đây là bảng tổng hợp các bạn nhìn bên chỗ cột màu đỏ này các bạn đang nhìn chi số test nhé mình dùng chữ test test sai test càng nhỏ sợi càng nhỏ các bạn nhìn từ dưới lên trên test 18 là nhỏ test 21 lớn hơn test 30 lớn hơn test 45 ha lớn nhỏ một yeah. chút xíu nữa mình sẽ đi qua cái chỉ số kia ha rồi test test hồi nãy đã đã nói giới thiệu ở các phần trên rồi test là trọng lượng tính bằng gram ha test nhỏ chỉ nhỏ test lớn chỉ lớn đơn giản vậy thôi test là trọng lượng có trong một ngàn mét ví dụ bắt các bạn nhìn ví dụ dưới đây ví dụ như test 30 đi thì một ngàn mét nó bằng 30 mươi gram đơn giản vậy thôi một ngàn mét nó bằng 30 mươi gram Ví dụ như test 40 ngàn m nó 40 ra. Ví dụ như các bạn có một uh, 100g bột, 100g bột. Bắt đầu các bạn uh, hồi nhỏ mình hay chơi là mình xe ra cái sợi đó. Ví dụ như uh, uh, nếu các bạn muốn dài thì các bạn xe nó nó nhỏ ra thì nó dài. Các bạn muốn muốn muốn, muốn nó ngắn thì các bạn bự ra thì đơn giản cái này cũng vậy thôi. ha đơn giản cái này cũng vậy thôi. Nếu 1.000 mét nó các bạn các bạn 1000 anh nếu muốn test 40 thì nó ngắn trở lại đơn giản thôi. À, ví dụ như cái cân bên này ha người ta ghi rằng là test size 1000 m của một cái dây à, 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 ra còn bên này là nó tương đương với một trọng lượng ha, của ram ha thì cũng giống như này nè, 1000 mét 30 g nếu test 40 là 1000 mét nó 40 gram, nó nặng hơn thôi. Thì nguyên tắc đơn giản một cái một cái cục bột này các bạn nặng ra các bạn muốn nó dài cũng là một 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 một, một gram luôn các bạn nó muốn dài thì các bạn bạn xe nó nhỏ nó dài ra các bạn muốn giống như hình ở trên đây ha, hình ở trên đây các bạn thấy không mình đơn giản thôi ví dụ như um, cục bột nó 100 trăm gram nếu các bạn xe nó bự như vậy thì nó ngắn dài ở dưới đây các bạn xe nó nhỏ thì nó dài ra vậy vậy thôi vậy thì quy định của test càng nhỏ thì chỉ càng nhỏ test lớn chỉ càng lớn <laughs> ha ở đây nó rối não một cái là các anh chị thêm cái chi số này nữa mà chi số này là mình thường dùng nhất chi số 30 trên 3 40 trên 3 40 trên 2 giả mình thường dùng nhất ha còn cái này là Hồng Kông sai thì bên Hồng Kông hồi xưa họ là là thuộc đô hộ của vương quốc vương quốc Anh thì người ta hãy hay dùng cái cái này 502 602 402 403 403 à, 604 ha. thì à, uh, đây là cái quy ước chuyển đổi của của bên Hồng Kông thôi còn phần này là phần metrics size thì cái này á thì chút xíu nó xuống bảng thì mình giải thích thêm ha thường các bạn các bạn đừng chú ý phần này cái phần này nó sẽ bị rối khi các bạn dùng một lần hai ba chỉ số nó rối ha thì đây thì bây giờ tôi chia sẻ cho các bạn nhận dạng làm sao của cái chỉ số chỉ số gọi là à, à, thì so với này ha này là cái bảng quy đổi của ebit cái này là của extra ví dụ như các bạn nhìn đi các bạn sẽ rối não khi không biết rằng hơn cộng nào là lớn cộng nào nhỏ ví dụ 60 trên 2 80 trên 3 50 lẻ 2 40 lẻ 2 60 trên 3 thì bây giờ 32 này là gì thì các bạn nhìn cho mình ở trên bảng này ví dụ như à, à cấu trúc của chị 40 trên 2 là đơn giản thôi nó là 20 nó là là à, hai sợi ở dưới đây là ba sợi được chưa hai sợi ba sợi còn chi số của à, à, chi số đầu chi số đầu chẳng qua là à, người ta đây là cái hệ số thôi ha cái hệ số sợi ví dụ như người ta đo được cái 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 cái, 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 cái chỉ số sợi thằng này 40 và nó có hai sợi ví dụ vậy người ta dùng cái đơn vị đo uh, 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 thì các bạn nhìn xuống dưới này nó có cái tích cực tích cực thì các bạn cũng uh, uh, đừng đi sâu cái này và tôi không muốn giảng sâu cái này nó hơi hơi rối não uh, các bạn cứ đơn giản là kích cỡ đo của uh, uh, một sợi này và nó xoắn là thành hai sợi còn này là uh, cái chỉ số 60 nó là ba sợi vậy thôi, chi số sau là biết rằng là số sợi nó 2 hoặc 3. ha. Rồi, ví dụ như trong quy định công ty nó kêu là dùng chỉ uh, 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 60/3 chẳng hạn. Xong rồi các bạn sẽ rối não, có một loại chỉ 42, 40/2 cho giác sổ. Ví dụ hàng ngày đi, các bạn nói thằng nào bây giờ nào, chỉ nó lớn hơn, chỉ nó nhỏ hơn. Đơn giản mình biết chỉ nào lớn hơn, chỉ nào nhỏ hơn ta. Hàng này dùng chung được không ta? thì các bạn sẽ nhìn nhìn ở bảng quy đổi này ha các bạn nhìn bên, quy đổi này và các bạn nhận thấy điều gì cái chi số đầu á ha cái chi số đầu này nó càng lớn thì chỉ nó càng nhỏ ha chỉ càng lớn thì chỉ nó càng nhỏ xuống này chỉ càng nhỏ thì chỉ càng lớn còn test thì dễ nhận dạng rồi bên chỉ ebit test nhỏ thì đi lên này cái số test này kêu càng lớn cái tối đấy, bác càng nghe test test càng lớn là biết nó lớn nhỏ luôn Nhưng Nhưng các bạn nhìn các bạn nhìn vào 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 bảng này thì các bạn thấy nó có hai sợi ba sợi năm mười hai thì một là các bạn quy đổi quy đổi theo cái này để coi thử rằng là nó trùng ở chỗ nào ví dụ như 40 trên 2 60 trên 3 cũng là test 27 tất nhiên là hai này cùng cỡ ha được chưa cùng, cùng một kích sai đó cùng một kích sai nhưng mà thằng hai sợi thằng ba sợi thôi thằng hai sợi thằng ba sợi được chưa và tích kẹt ta à, nãy là tôi giải thích rồi tích kẹt thì à, uh, tích kẹt càng lớn thì uh, 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 kích nó uh, càng nhỏ tích kẹt càng nhỏ thì nó là lớn là đơn vị đo lường thôi hay nó đơn vị đo thôi không có gì hết nhưng đơn các bạn uh, tôi chỉ sau vào các bạn vào hai chỉ số này thôi các bạn có thể quy đổi các bạn có thể quy đổi ha ví dụ như 40 trên hai nó tương đương với test 27 thực tế quy đổi này để làm chi để các bạn khi mà trong trạng sản xuất á, các bạn có thể lấy qua lấy lại sử dụng trên sử dụng dưới các bạn sẽ cân nhắc các bạn biết ha. mà cái này khuyên các bạn là đừng 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 có nên tự động thay đổi chỉ ha sẽ khách hàng họ sẽ phàn nàn. Và có một cách tính rợ để cho các bạn biết rằng chỉ nào lớn hơn chỉ nào. Ví dụ bây giờ đây là cách tính rợ ha. Bây giờ đơn giản thôi, khi các bạn không có cái bảng này trong tay, các bạn nhìn các bạn nhìn là 40 trên 2 với 60, 60 trên 3 thằng nào lớn hơn? Đơn giản các bạn chỉ lấy số trước chia cho số, số sau dùm tôi. Ví dụ như 40 chia 2 bằng 20. 60 trên 3, 60 chia 3 nó cũng bằng 20. Vậy thì về kích cỡ chỉ, về ngoại hình chỉ thằng này may vô là bằng nhau. Được chưa? Vậy thì bây giờ mình hỏi là 40 trên 2 với 40 trên 3 thằng nào lớn hơn? các bạn chia 40 trên 2 ra còn 20 còn 40 trên 3 các bạn chia ra bạn thấy 13 rồi nó 13 rồi ha nguyên tắc chia ra nó bị nhỏ hơn là chỉ nó lớn hơn hiểu chưa Nào, các bạn nhìn nha 40 trên 3 các bạn chia ra có phải là 13.3 không vậy thì khi các bạn chia ra bạn cảm thấy số nhỏ có nghĩa là chị nó lớn hơn nó đi ngược lại với test đơn giản thôi và nó đi cùng cái xu hướng của tiết cực, số lớn hơn, nhỏ hơn. Đơn giản đó là cái đơn vị đo lường thôi. Ha. Rồi, ví dụ như chỉ 30 trên 2 với 40 trên 2, thằng nào lớn hơn ta? Ban đầu mình cứ nghĩ rằng 40 trên 2 là 40 thì nó lớn hơn chứ, nhưng không. Các bạn cứ thử chia giùm mình 40 trên 2 nó là 20, 30 trên 2 nó là 15. Vậy cái chi số sẹt này á thì chia ra nó nhỏ hơn, nó là lớn hơn. Rồi chưa? rồi các bạn muốn biết rằng là nó hai sợi hay ba sợi các bạn cầm cái chỉ các bạn xe ra giùm tôi xe ra thì các bạn sẽ thấy nó là hai sợi ba sợi bốn sợi ha thậm chí ở đây nó có chín sợi luôn ha chín sợi sáu sợi năm sợi đây là dùng trong cái cái chỉ may cho những cái nệm chẳng hạn may nệm may chỉ lớn á sợi lớn á để nó may nệm hoặc là nó dùng cái dây dù gì đó ha thì tôi giải thích sơ qua các anh chị về chi số đo lường ổn ha rồi đây là cái bảng chỉ tôi muốn chia sẻ cho các anh chị về quy đổi thôi quy đổi thôi ví dụ như các anh chị nhìn em ha không bao giờ nó có chi số giống như của extra ha ha giống như nãy tôi giải thích ban đầu rồi do cái đó nó là cấu trúc đặc biệt ở trong nó nó có lõi và các anh chị xem ra các anh chị sẽ bị còn phiêu các bị sẽ rối Chính vì vậy mà trên cái Quick Code Ebit này nó tự động không có có chỉ số nó chỉ cho test thôi. Thì đơn giản nhìn cái bảng này khi nhìn vô cùng chỉ cả biết test càng nhỏ thì test càng lớn. Còn khi vô càng này nó extra thì nó cũng có hai chỉ số cho các bạn tham khảo nhưng trên tài liệu kỹ thuật đó, nhiều lúc đó, mình nhận được nó ghi như thế này thì mình biết rằng à 40 trên 2 60 trên 3 40 trên 2 nó là 20, 60 trên 3 22 này bằng nhau. Rồi 50 trên 3 hay 40 trên 3 gì đó 40 trên 3 40 trên 3 chia nó 13 nó lớn hơn chỉ này thôi à, đơn giản tại vì có nhiều lúc các bạn các bạn các bạn đem suốt chỉ ra rồi tại vì trong sản xuất mình nó có suốt chỉ mà mình suốt chỉ ra rồi Mình nhìn mình chả biết nó chỉ nó như thế nào ha à, thì mình xe cái chỉ ra để mình biết nó ba sợi hay 2 sợi ha à, ví dụ như các bạn cầm hai cùng chỉ 40 trên 2 và cùng 40 trên 3 các bạn xe nó ra dùm để coi thế nào là mã sợi ha à, thì đó là cái bản chuyển đổi chia sẻ cho các anh chị đây là cái bản chỉ uh, uh, bên có phong phú khi làm việc với họ họ sẽ cho mình có bản này để mình nhận dạng từ loại chỉ test 16 cho đến 230 nó khác nhau cái gì lớn nhỏ nhau cái gì ha à, đây là loại ebit nó là polyester correspond with polyester wrap à, ha. thì uh, nó có loại bọc nó chỉ nó có cái loại polyester nó bọc bởi cái nó bọc lại bởi cái 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 polyester sơ ngắn nó có cái lõi bên trong còn uh, có extra đơn giản nó là chỉ sơ ngắn polyester thôi ha thì uh, hôm nay tôi sẽ ngưng uh, 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 tại cái phần uh, um, chỉ để muốn chia sẻ cho các anh chị hiểu về à, về phần chỉ nói tóm lược lại à, chỉ thì nó có hai dạng dạng à, extra dạng ebit hay nói à, đơn giản một cách khác nếu các thương hiệu khác thì có một cái loại chỉ à, có lõi bọc có lõi bọc ha các anh chị sẽ à, khi biết thế nào là chỉ ebit thì các bạn sẽ nhìn trong tài liệu đó. nó sẽ trong tài liệu tiếng anh nha nó sẽ ghi rằng là à, bolis correspond polyester rap rap ha thì chỉ có loại ha loại bọc nó bọc rap là bọc bởi cái sợi polyester ha thì nó sẽ khác biệt nó khác biệt còn trong cái tài liệu nó ghi là là cái uh, stop spool polyester thôi ha nó không có ghi giống vậy thì các anh chị sẽ nhận dạng có hai loại chỉ uh, đơn giản vậy thôi có hai loại chỉ và nhận dạng của chỉ nó là uh, test như thế nào và loại À, chỉ à, của à, đơn vị à, Cái này trên cái này 60 trên 2, 50 trên 2 như thế nào ha Thì hôm nay à, mình chia sẻ với các bạn à, 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 Bài học về nhận dạng các loại chỉ Thì à, xin cảm ơn các bạn Và bạn sẽ chia sẻ các bạn vào lần sau Và mong các bạn nhờ bài này Các bạn có thể à, hiểu biết thêm Về vấn đề của chỉ à, Vào lần sau nếu à, có thời gian Thì tôi chia các bạn về kim liên kết giữa kim vào và chỉ uh, như thế nào rồi xin uh, cảm ơn và hẹn uh, uh, gặp lại các bạn ở những cái uh, uh, video uh, lần sau uh, xin cảm ơn các bạn.